Chiều ngày 29 tháng 3, tại huyện Nậm Nhùn, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ hai cấp huyện tỉnh Quý I. Sự hội nghị có đồng chí Bùi Việt Cường, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lai Châu, đồng chí Vũ Tiến Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ các huyện, thành phố trong quý i mặc dù gặp nhiều khó khăn công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục được triển khai có hiệu quả công tác chỉ đạo tiếp tục được đổi mới công tác đối ngoại và vận động nguồn lực được các cấp trong cụm triển khai tích cực một số mô hình phong trào của hội như phong trào tết nhân ái dự án ngân hàng bò cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo các hoạt động cứu trợ nhân đạo công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, công tác vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục đạt hiệu quả cao, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, có sức lan tỏa trong cộng đồng, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Tổng trị giá các hoạt động quý I đạt hơn 23 tỷ 725 triệu đồng. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện kết luận số 44 ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư. Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh đề nghị các cấp hội trên địa bàn tỉnh cần tập trung đẩy mạnh cuộc vận động. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tiếp tục tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, hiến rác mạc, hiến bộ phận cơ thể người, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, rất phấn khởi với những nỗ lực của các cấp trên địa bàn huyện cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp các ngành. Hội Chữ thập đỏ huyện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng góp phần tổ chức thực hiện tốt các chủ trương xã hội hóa công tác nhân đạo từ thiện của Đảng, Nhà nước, giúp các hộ nghèo, các gia đình đặc biệt khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn Hội chữ thập đỏ huyện sẽ làm tốt hơn nữa công tác phát triển, quản lý hội viên, trợ giúp được nhiều đối tượng khó khăn, tiếp tục phát động các phong trào, quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ hội để thực hiện tốt công tác cứu trợ tại chỗ, chăm sóc sức khỏe. Cũng trong buổi chiều, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ huyện. Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban nhân dân và các huyện thành phố đã tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ huyện nậm nhùn. Nhân dịp này cũng đã có nhiều tập thể được nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội Chữ thập đỏ.